Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Hôm nay thì Mạnh Phát lại tiếp tục mang cho mọi người một phiên bản xe đạp điện dành cho các bé học sinh nhé. Đặc biệt là các bé mà chỉ được đi xe đạp điện và không thể đi xe máy điện bởi vì lý do là chưa đủ 16 tuổi nhé. Đây là một trong những mẫu xe đạp điện nó có kiểu dáng rất là đẹp bởi vì nó có bàn đạp này mọi người nhá. Đấy, có bàn đạp nhá. Cái này chúng ta thì tháo ra được nhưng mà đại khái là nó có bàn đạp. Chứng tỏ là xe có bàn đạp thì không cần phải đăng ký đúng không ạ? Một chiếc xe được thiết kế với kiểu dáng rất là cute hột me, đáng yêu, nhìn đã thấy đẹp rồi, nhìn đã thấy đáng yêu rồi đúng không ạ? Đây, tổng thể chiếc xe thì xin mời mọi người xem qua nhé. Người xem video tổng thể xe mọi người sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái phần đầu của xe được thiết kế nhìn nó cũng là một cái yếm nhỏ nhỏ xinh xinh, kết hợp với một cái đèn LED thiết kế rất là đáng yêu, có giải định vị ban ngày này. Đấy, bật đèn nó sẽ là sáng ở bên trong, bi cầu bên trong. Đó, đằng trong này sẽ là một cái viền, một cái nền là nền màu nâu, có một chỗ để đồ để nước này, chỗ treo quần treo đồ này. Đấy, có cả đây là ổ khóa thì có cả khóa cơ và khóa điện nha mọi người nhá. Mặt đồng hồ thì con này là mặt đồng hồ điện tử vô cùng sắc nét, hiển thị đầy đủ hết. Từ số này, xi nhan này, tốc độ quãng đường đi được đầy đủ luôn. Đấy, phanh thì bóp rất là chắc tay. Đấy, mà thậm chí là mặt đồng hồ này còn có cả cái bảo vệ để che cho khi mà chúng ta đi ngoài nắng rất là dễ nhìn nhá. Xi nhan được tích hợp nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên trên này, rất là sáng, cũng là xi nhan LED luôn. Đấy, còn có cả tiếng kêu nữa. Đằng sau xe thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay được thiết kế ở cái phần này, nó sẽ là một cái yếm cùng màu với xe. Nó rất là nổi như phiên bản này màu xanh. Cái này có rất là nhiều màu nhá. Màu đen này, màu xanh, màu xám hay mấy lại màu hồng thì phải. Đây là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, hàng nội địa ở Trung Quốc nha mọi người nhá. Đấy, phiên bản này thì có hai chỗ ngồi đây. Nhưng mà chúng ta có thể chở được 3 người nhá, một bé đứng đây vẫn cứ là ok luôn. Đấy, một bé đứng ở đây được. Ngồi thì không được nhưng mà đứng ở đây được. Đứng ở đây, một người lớn ngồi đây và lai thêm một bé ngồi đây. Rất là ok đúng không ạ? Đằng sau thì có cả phần để chân này. Đấy. Chiếc xe này thì sẽ có cả để chân đằng trước đây. Tức là nếu mà chúng ta chở bé thì chúng ta sẽ để chân ra đây. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta không chở bé thì chúng ta sẽ để chân lên đây. Đấy, nói chung là tùy các bạn nhé. Phiên bản này sẽ có cả chân chống chính này. Đấy. Và chân chống phụ này. Đấy. Chân chống phụ con này được thiết kế rất là hay nhá. Đây, mọi người nhìn này. Rất là chắc nhá. Dựng xe cảm giác rất an toàn. Xe này được cấu tạo là bánh trước là bánh không xăm nhé, lốp không xăm. À, lốp không xăm này. Bánh là 14x2.5. Bánh trước bánh sau đều lốp không xăm. Phanh trước bánh sau đều là phanh cơ nhá. À, xe có hai giảm sóc trước và hai giảm sóc sau. Đây mình sẽ test thử luôn cho mọi người này. À, giảm sóc thì khá là êm. Giảm sóc thì khá là êm nhá. Đấy, ngồi đằng sau thử này. Đấy, ngồi đằng sau rất là êm. Và đặc biệt là các bé ngồi đằng sau ấy thì nó lại có một cái tấm tựa đằng sau như này này để chúng ta dựa đằng sau rất là an toàn, không sợ là các bé đi mà bị sợ bị ngã nhá, hay là chúng ta ga lên cái thì các bé không để ý là sợ ngã đúng không? Cái yên này thì ngồi rất là êm. Đặc trưng của họ là cái yên này rất là sướng nhá, ngồi rất là thích. Chiếc xe này thì đang được Mạnh Phát phân phối chính hãng tại Việt Nam cho mọi người với một mức giá là 8.500.000 miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Phiên bản này là tại sao nó lại có giá lên đến 8.500.000 thì mọi người biết vì sao không ạ? Phiên bản này được trang bị 4 bình ắc quy to cho quãng đường chạy đến 60 cây một lần sạc nhé. Lý do là động cơ này nó nhỏ nên là chúng ta sẽ đi rất là xa, mà xe nó nhẹ nữa nên đi xa lắm. Bình này bình to nhé mọi người nhớ nhé, không phải bình nhỏ đâu, bình to đấy. Tốc độ tối đa của phiên bản này lên được 35 cây đấy. Qua vừa ga thử mọi người ạ, đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Phát trèo lên chiếc xe này và đi thử luôn. Ga nó êm kinh khủng luôn mọi người ạ, êm nhá, không giật một tí nào luôn. Đúng là xe dành cho học sinh các bác. Cái nước ga nó rất là êm và mượt, nó không cảm giác là giật và bốc luôn nha mọi người nhá. Mặc dù được trang bị là bốn bình to nhá. Bốn bình to này nhắc lại này, đi 60 cây một lần sạc cơ mọi người ạ. Đây. Đây là không tính đạp nhá. Còn nếu như mà anh em mà đạp nữa thì anh em đi được khoảng 100 cây. Bởi vì chỉ cần anh em có sức thôi, anh em đạp thì bao nhiêu cây chả được đúng không ạ? Bao nhiêu cây chả được. Đấy. Xe này rất là nhiều màu nữa. Bốn bình to rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây, đấy, kiểu giá này anh em đánh giá sao? Đấy, với một mức giá 8.500.000. Đấy, có cả xi nhan trước và sau nhá.
Đây mọi người nhìn này, xe sau đây có cả đèn luôn, hơi bị hịn đấy, còi này. Cá nhân Mạnh Phát đánh giá là với mức giá 8.500.000 mà lại còn được chạy bình lớn thì Mạnh Phát đánh giá là đây là một những chiếc xe rất là ok nhé, rất là ok đấy ạ. 8.500.000 này, đi được 60 cây một lần sạc, lại không phải đăng ký. Nhà bé nào mà cách trường khoảng 15 cây, đi con này khoảng 3-4 vòng luôn, yên tâm. Bởi vì xe nhỏ được trang bị bình lớn thì nó đi rất là xa nhá. Số lượng phiên bản này không có nhiều đâu ạ. Đấy, thế nên là mọi người mà có nhu cầu muốn mua thì phải nhanh tay, nhanh chân lên nhá, không là số lượng có hạn thôi. Đâu đó khoảng hơn 20 cái. Đấy, hơn 20 cái nhá mọi người nhá. Đấy, về để bán cho mọi người. Đấy, với 20 cái thì với năng lực của Mạnh Phát thì chúng ta chỉ bán trong thời gian khá là ngắn thôi đúng không ạ? Đấy, mọi người có nhu cầu về sản phẩm xe điện Basa, đây phiên bản này có tên là Basa nhá. Đấy, Mạnh Phát gọi là Basa cho dễ nhớ. Xe đạp điện Basa thì mọi người có thể nhấc máy lên và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Sản phẩm này sẽ được Mạnh Phát bảo hành chính hãng 1 năm.